Bắc Linh. Dạ bố, còn gì nữa không? Sparkling này. Sweet wine. Ok, chúng ta có 5 loại rượu vang tất cả. 1. Thứ nhất ý, là vang đỏ. Một năm con người sản xuất ra khoảng hơn 8.000 hectolit rượu vang, thì đến 86% người dùng là rượu vang đỏ. Thật nhất là châu Á chúng ta thì hầu như là mọi người không quan tâm lắm đến rượu vang trắng hay vang hồng hay là sparkling hay là một số các loại vang khác. Họ sử dụng nhiều nhất vẫn là vang đỏ. Vang đỏ thì ngay gọi là rượu ngoài. Thứ hai đó là vang trắng, vì chúng ta là một đất nước xứ nóng. Thế cho nên là vang trắng rất là thích hợp cho mùa hè, đặc biệt là ngay kể cả đến mùa đông ấy, con người ta vẫn cảm thấy háo nước, người ta vẫn cứ thích dùng vang trắng. Nhưng mà số người dùng vang trắng là rất ít. Thế thì với một con người đầu tiên khi mà uống rượu vang ấy, người ta luôn luôn thích uống vang trắng, vì vang trắng rất là dễ uống các bạn. Nó mát, rồi nó nhẹ, nó dịu. Thế khi biết một chút thì người ta thích uống các loại rượu vang mà hạng, rượu vang đỏ mà hạng nặng, hàng đã nặng đô. Nhưng đến khi người ta biết rất là sâu sắc về rượu vang rồi, người ta bắt đầu tìm đến một số các cái sở thích liên quan đến vùng miền. Ví dụ người ta sẽ thích những cái loại rượu nho mà nhẹ nhàng nhưng mà tỏa ra rất là nhiều cảm xúc hơn là các cái loại mạnh mẽ. Thì đấy là cái tuần hoàn mà luôn luôn là như vậy. Cho nên là các bạn nếu mà nắm được tâm lý người dùng, hoặc là biết là người ta có hiểu biết nhiều về rượu vang hay không, các bạn sẽ tư vấn được cho khách một cái loại rượu hợp lý. Khi các bạn tư vấn hợp lý thì khách hàng luôn luôn quay lại, luôn luôn tin tưởng tư vấn của bạn. Các bạn tha hồ mà tung hoành, có thể giới thiệu bất kỳ loại rượu vang nào mà các em thích. Loại thứ ba là vang hồng, rosé. Loại thứ tư là sparkling. Và loại thứ năm không phải là vang ngọt, thế như là ngọt cũng là một phần của nó, nó gọi là fortified wine, hay còn gọi là rượu vang cao độ, hay là trong Sài Gòn thì người ta hay dùng cái từ mỹ miều hơn, cường hóa. Bây giờ chúng ta sẽ vào từng loại rượu vang một nhé. Chúng ta không nói về phần sản xuất nữa vì chúng ta không có đủ thời gian dành cho phần sản xuất. Trước tiên chúng ta vào bài vang đỏ. Vang đỏ là một trong các cái nhóm rượu vang mà con người ta sử dụng nhiều nhất, hay cũng như là được ưa chuộng nhiều nhất. Và để sản xuất ra rượu vang đỏ thì người ta ép cái quả nho, và sau đó người ta lấy tất cả những cái dung dịch thu được và người ta ủ lên men để trở thành rượu vang. Thế vì vậy mà trong vang đỏ sẽ có đầy đủ chua, chát, các mùi hương thơm, rồi mùi cồn, rồi tất cả các cái gì mà chúng ta vừa phân tích lúc trước. Thế và rượu vang đỏ thì chúng ta luôn luôn dùng một cái ly lớn hơn, ly lớn nhất mà chúng ta có. Thế tuy nhiên là các bạn cần phải lưu ý một chút. Tức là người Việt Nam mình thì hay bị cái bên ngoài nó đàn áp tất cả những cái bên trong. Ta nhìn thấy một cái ly như này chúng ta rất là thích, bởi vì trông nó bầu to, trông nó sành điệu thì chúng ta thích. Nhưng chúng ta không hiểu rằng nó có một cái quy luật rất là lớn. Nó có những cái dáng ly như thế này. Cái ly chị cầm ở trên tay này, nó là ly này. Và cái ly này nó chỉ dùng cho nho Pinot Noir, nho Gamay, vang tươi và rượu trẻ mà thôi. Cái này người ta gọi là ly buộc gôn, hay còn gọi là ly Burgundy. Của cô là tiếng Pháp, Burgundy là tiếng Anh. Nghĩa là cái ly này nó đặc trưng chỉ sử dụng cho các cái rượu vang Burgundy, hoặc là nho Pinot Noir, hoặc là rượu trẻ, hoặc là vang tươi mà thôi. Thế còn cái ly thành cao như này này, người ta gọi là ly Bordeaux. Ly Bordeaux này thì dùng được cho tất cả các loại rượu vang trừ các lại cái loại ly nho này. Thế cho nên là nếu như là một nhà hàng hay là khách sạn ấy mà không có điều kiện để sắm cả hai loại ly này,
thì tôi sẽ sắm loại này chứ tôi không sắm loại này. Bởi vì tôi có thể uống rượu này vào trong cái ly này, nhưng chúng ta không thể uống được tất cả các loại rượu này vào trong cái ly này. Các bạn hiểu ý chị chưa? Thế cho nên cứ tạm coi đây là ly vang đỏ của nhà hàng đi. Chúng ta ghi nhớ trong đầu là rượu vang đỏ thì được làm từ tất cả các cái bộ phận của quả nho, và nó có màu đỏ, đúng không ạ? Bởi vì do sắc tố da của quả nho tạo ra cho nó có màu đỏ. Và để sử dụng cái ly ở trong phục vụ trong nhà hàng, chúng ta luôn luôn dùng cái ly to nhất để phục vụ cho vang đỏ. Ok ạ? Điều này nữa các bạn cần phải lưu ý này. Đối với vang đỏ, nhiệt độ tiêu chuẩn để phục vụ ấy, các bạn biết là bao nhiêu mà? Nhiệt độ tiêu chuẩn để phục vụ vang đỏ là bao nhiêu? Từ bạn 16 đến 18 độ C. Ở đây chúng ta có tủ rượu không? Khi các bạn có tủ rượu vang ấy, thì chị lưu ý một chút. Nếu chúng ta có rất nhiều loại rượu thì cái tủ rượu vang nên ưu tiên dành cho rượu đỏ. Nên ưu tiên dành cho rượu đỏ và set cho chị cái nhiệt độ là 16 độ. Các bạn hãy mua cái màng co thực phẩm về. Khi rượu được nhập về nhà hàng, các bạn dùng màng co thực phẩm cuốn qua chai rượu một lần rồi mới cho vào trong tủ rượu vang. Các bạn biết tại sao không? Để tránh thứ nhất là độ ẩm nó quá cao mà sẽ gây mốc nhãn rượu. Thứ hai, khi chúng ta kéo ra kéo vào chai rượu trong tủ rượu, chúng ta vội vàng không cẩn thận nó sẽ chảy cái nhãn rượu. Và khách hàng không bao giờ chấp nhận một chai rượu có nhãn bị chảy. Và vô hình chung là các bạn sẽ phải bỏ tiền ra mua cái chai rượu đó mà lại không bán được, tức là không sinh ra lời. Được không ạ? Để tất cả các bạn lưu ý cho chị điều đấy nhá. Chị nhắc lại này, một, nếu chúng ta có tủ rượu vang, set nhiệt độ 16 độ. Thứ hai, quấn một lần màng bọc thực phẩm qua chai rượu rồi mới cho vào trong tủ rượu. Tủ rượu khi được giao đến đây, các bạn để cho nó nghỉ một ngày rồi mới cắm điện. Tất cả những chai rượu nào cần lạnh thì để gần cái quạt, còn những chai rượu nào không cần lạnh lắm thì để xài quạt ra. Trong red wine, tất cả các loại rượu vang hầu hết sẽ phải phục vụ và bảo quản từ nhiệt độ 16 đến 18 độ. Duy chỉ có một cái giống nho duy nhất, hai cái giống nho duy nhất các bạn phải phục vụ từ 14 đến 16 độ, đó là Pinot Noir và Gamay. Cái này cần ở nhiệt độ 14 đến 16 độ. Chính vì vậy anh chị mới nói rằng tất cả các chai Pinot Noir và Gamay, các bạn làm ơn hãy lưu nó ở gần cái quạt. Các cái chai khác thì để xa cái quạt. Ok chưa ạ? Rồi. Các món ăn đi cùng với cả rượu vang đỏ. Một, thịt đỏ. Nào, nói cho chị nghe, thịt tiếng Anh là gì? Meat ạ. Nhưng các bạn phải lưu ý, meat trong tiếng Anh ở đây ấy, nó chỉ các cái con gia súc bốn chân thôi. Và màu của thịt là để biểu thị cái gì? Màu của thịt là biểu thị thịt sau khi nấu xong có màu sậm thì gọi là thịt đỏ, mà có màu sáng thì gọi là thịt trắng. Thế ở đây thịt đỏ chúng ta có cái gì nhỉ? Có bò, có gì? Lợn không có màu đỏ ấy. Đúng không ạ? Tất cả loại thịt khi sống ấy thì nó đều có màu đỏ đúng không? Nhưng mà khi nấu lên nó có màu gì thì màu sẫm thì chúng ta gọi là thịt đỏ, và màu sáng thì chúng ta gọi là thịt trắng. Do đó thịt đỏ của chúng ta tiêu biểu đó là thịt bò và thịt cừu. Thế thịt trắng là gì? Gà. Chị vừa nói là meat là gì nhỉ? Meat là gia súc bốn chân đúng không ạ? Lợn. Do đó là nó không thể là gà được. Nó sẽ là lợn, là bê nhá. Nhớ cho chị nhá. Chị nhắc lại này, rượu đỏ thì đi với thịt đỏ. Thịt đỏ là các cái con gia súc bốn chân mà nấu xong thịt có màu sẫm thì được gọi là thịt đỏ. Thế ngoài ra, ngoài thịt đỏ ra thì còn có một cái loại thịt nữa thích hợp với cả rượu đỏ, đó chính gọi là game meat. Đây, các bạn biết game là gì không ấy? Trò chơi. Game là trò chơi à? Game ở đây á, không có nghĩa là trò chơi, game ở đây là thịt thú rừng nhá. Thịt thú rừng, ví dụ các em sếp có mang về một khoảng cân nai khô chẳng hạn, thì chúng ta nói luôn là cần phải có một chai vàng đỏ, đúng không ạ? Thịt thú rừng thì ví dụ như là tất cả con mà săn bắn được ấy, gọi là thú rừng. Thế điển hình chung của tất cả các cái thịt này là nó có một cái mùi rất là khó chịu, mùi hơi hôi, hơi nồng. Và chỉ có rượu đỏ thì nó mới có thể át được cái mùi đó thôi. Và nói cho các bạn luôn, đấy là thịt chó cũng được liệt vào là game, nó không được liệt vào thịt đỏ nhé. Bởi vì thịt chó rất là mùi, rất là hôi. Thế là từ tiếng Pháp đúng không? Không, từ tiếng Anh đấy. Tiếng Anh? Ừ.
phải tra ở trong từ điển ẩm thực. Trong từ điển tiếng Anh không có đâu, từ điển ẩm thực mới có. Lát nữa sẽ còn gặp nhiều cái từ điển ẩm thực các bạn cần phải nhớ nữa. Game thịt đỏ có đi được với cá không các bạn? Maybe. Maybe, tại sao maybe? Cá trắng. Cá trắng là cá đỏ. Ăn sống. Ăn sống. Cá mình muốn đỏ, đến là khi mình chế biến nó là tanh. Cá biển tanh. Ok. Thứ nhất ý, là cá thì chúng ta gọi là seafood. Và seafood thì không đi với rượu đỏ. Thế tuy nhiên chỉ có một loại vang đỏ duy nhất có thể ăn được với cá. Đó là anh này ạ. Anh Pinot Noir. Pinot Noir chỉ ăn được hai loại cá thôi. Một là salmon, hai là tuna. Ngoài ra không ăn được với cá khác. Nhá, cá hồi và cá ngừ. Đây, các bạn cũng biết New Zealand ạ. New Zealand là một trong các cái đất nước mà sản xuất ra nho Pinot Noir ngon nhất trên thế giới, mà gọi là thế giới rượu vang mới. Và hiện nay thì New Zealand đang làm một số các cái tour du lịch để cho khách làm gì? Uống rượu Pinot Noir và ăn cá hồi. Bởi vì họ cũng gần cảng biển, họ có rất là nhiều cá hồi và cá ngừ. Nếu chúng ta có một đĩa sashimi, chúng ta không ngần ngại gì, hãy tư vấn cho khách ngay một chai Pinot Noir. Và Pinot Noir thì phải phục vụ ở nhiệt độ bao nhiêu? 14 đến 16 độ. Em chị vẫn chưa thấy các bạn thắc mắc là chị ơi, cái tủ của em ở 16 độ mà chị bảo em phục vụ chai rượu 14 độ thì em làm thế nào để có chai rượu 14 độ? Chưa thấy ai hỏi. Làm thế nào? Ghi nhớ này, để có một chai rượu 14 độ, các bạn hãy sử dụng một xô đá không có nước. Đầu tiên các bạn cho rượu vào trước, các bạn cho đá vào sau. Để ngập lên đến cổ chai, 3 phút cho mùa đông, 5 phút cho mùa hè, các bạn sẽ có một chai rượu 14 độ chính xác nhiệt độ luôn. Đây là kinh nghiệm của những người già. Ngoài ra thì rượu đỏ cũng sử dụng được một số các loại phô mai. Thì phô mai ở đây là có 4 loại phô mai. Chị sẽ phải nhấn mạnh một chút về phô mai vì các bạn sẽ phục vụ cái món này rất là nhiều trong cái điểm bán của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta có phô mai cứng. Phô mai cứng ở đây ấy, là các cái loại phô mai mà các bạn ấn tay vào thì nó không thay đổi cái hình dạng của nó thì gọi là phô mai cứng. Ví dụ chúng ta có parmesan cheese, chúng ta có emmental, chúng ta có cheddar, vân vân, hay là gouda, những cái đấy người ta gọi là phô mai cứng. Và phô mai cứng có một đặc điểm chung, đấy là nó mặn và nó phải đi với cả rượu đỏ. Loại thứ hai đó là phô mai ủ lâu năm. Những cái phô mai ủ lâu năm này nó có rất là nhiều các cái vết mốc ở trên mặt và nó có một cái mùi rất là khó chịu và nó cũng rất là mặn nữa. Thế nên mà nó phải sử dụng với cả rượu vang đỏ. Loại phô mai thứ ba đó là phô mai tươi. Phô mai tươi là những cái loại phô mai mà người ta làm ủ trong một cái thời gian rất là ngắn. Nó chỉ có cái vòng đời sử dụng khoảng 10 ngày, một tuần cho đến 10 ngày thôi. Ví dụ chúng ta có mozzarella tươi này, feta cheese này, chúng ta có burrata này, vân vân. Ở đây các bạn nào mà đã sử dụng dịch vụ của Pizza Forbi rồi thì các bạn cũng thấy rằng họ có cả một cái farm ở trên Đà Lạt sản xuất phô mai tươi cung cấp cho Hà Nội. Thì đấy là những cái phô mai mà có cái vị acidity khá là cao, nó khá là chua. Đây thậm chí ví dụ như phô mai dê thì nó ăn không khác gì sữa chua. Thế chính vì vậy nên là nó phải đi cùng với cả rượu vang trắng vì rượu vang trắng có cái vị chua tương ứng với nó. Và thứ tư đó là phô mai mềm. Phô mai mềm ấy là các loại phô mai mà chúng ta ấn vào cái là nó cắt cái bay ra luôn ấy. Ví dụ chúng ta có brie, chúng ta có camembert, vân vân. Những cái loại phô mai đấy là nó có cái độ chua nhất định của nó nên là chúng ta không dùng được với cả vang đỏ, chúng ta bắt buộc phải dùng với cả vang trắng. Thì đấy là những cái nguyên tắc các bạn cần phải nhớ khi chúng ta tư vấn phô mai cho khách. Chị có bảng được chưa? Được. Thế chị nhắc lại về vang đỏ này. Vang đỏ là loại rượu vang được sản xuất từ tất cả các cái cấu tạo của quả nho. Nó có màu đỏ. Mỗi màu đỏ khác nhau trong mỗi một loại rượu vang đỏ. Nó phụ thuộc vào cái giống nho sản xuất ra nó và cái cách người ta sản xuất ra nó. Để phục vụ rượu vang đỏ, chúng ta cần cái ly lớn và chúng ta phục vụ ở nhiệt độ từ 16 đến 18 độ. Rượu vang đỏ có thể sử dụng với thịt đỏ, thịt thú rừng, phô mai cứng và phô mai được ủ lâu năm. Có một số loại rượu đỏ chúng ta cần phải lưu ý, đó là Pinot Noir và Gamay phục vụ từ nhiệt độ từ 14 đến 16 độ C.
và Pinot Noir cũng là giống nho đỏ duy nhất có thể sử dụng được với cá, và chỉ hai loại cá là salmon và tuna. Rõ chưa các bạn? Có ai hỏi gì không ạ? Ok, sang vang trắng nhé. Thì thông thường ấy, thì vang trắng người ta sẽ sử dụng cái ly nhỏ hơn ly vang đỏ một chút. Tại sao lại như vậy? Có rất là nhiều bạn rất là thắc mắc nhưng không bao giờ dám hỏi: chị ơi, tại sao phải dùng ly đỏ trong ly to và dùng trắng trong ly nhỏ? Thứ nhất, rượu đỏ thì cần rất là cần không khí để tỏa mùi thơm của nó. Người ta gọi là rượu thở. Khi rượu được gặp không khí, nó sẽ bay bớt các cái mùi mà nó bị đè nén lâu ở trong chai hay trong các cái thùng gỗ sồi, và cho nó trở nên cái mùi tươi mới, mát mẻ và thơm hơn. Có những chai rượu khi mở ra nó không khác gì mùi tất thối cả, nó thối hoắc lên. Thế nhưng mà các bạn chỉ cần để 10 phút, 15 phút, các bạn sẽ thấy các mùi hoa dần dần nó tỏa ra, rồi mùi quả, rồi các cái mùi khác nó dần dần nó tỏa ra. Chính vì vậy người ta hay có thuật ngữ là cho rượu thở, chính là việc dành cho rượu đỏ cái khoảng không nhất định để nó kết hợp với khí oxy và tỏa ra cái mùi thơm của nó, như thế người ta gọi là rượu thở. Do đó là các cái anh mà xin lỗi các bạn là nông văn dền một tí, uống rượu mở ra đòi uống ngay nốc cạn 100% và bảo là để anh thở trong dạ dày, thì thôi cứ để cho anh ấy thở trong dạ dày, mình không có nói gì cả. Thế nhưng mà thở trong dạ dày thì cũng chỉ làm cho dạ dày nó hưởng thôi, chứ còn chúng ta cũng chả được hưởng gì cả. Cho nên là các bạn tuyệt đối là nếu như muốn thưởng thức rượu vang cách thật sự thì đừng bao giờ để rượu thở trong dạ dày, hãy để rượu thở với cả không khí để chúng ta cảm nhận được nhiều mùi thơm hơn. Thế còn rượu trắng tại sao phải dùng với cả ly nhỏ? Rượu trắng ấy là chúng ta bắt buộc phải phục vụ lạnh, do đó là chúng ta mỗi một lần chúng ta chỉ rót một cái khối lượng nhỏ thôi để cho rượu đảm bảo luôn luôn lạnh trong suốt cái bữa ăn mình dùng. Chính vì vậy mình cần rượu trắng phải lạnh và chúng ta phục vụ ở ly nhỏ để đảm bảo là lúc nào chúng ta cũng có rượu lạnh ở trong ly. Được chưa các bạn nhá? Ok, chúng ta sang loại thứ hai là rượu trắng. Thế thì rượu vang trắng tại sao lại được gọi là rượu trắng, trong khi rượu vang đỏ thì rõ ràng nó có màu đỏ nên mình mới gọi là màu đỏ, nhưng mà rượu trắng của chúng ta không có màu trắng, tại sao lại gọi là rượu trắng? Thế các bạn nhớ lại rằng để làm ra rượu vang trắng ấy thì người ta chỉ ép lấy nước thôi. Tất cả các cái bã mà người ta thu lại được ấy, người ta bỏ hoàn toàn, chỉ dùng cái thịt nho để ủ ra rượu vang trắng. Thế và thịt nho thì có màu trắng, chính vì vậy nên người ta mới gọi là rượu trắng. Trong khi đó rượu trắng của chúng ta có màu xanh vàng này, màu vàng nhạt này, màu vàng đậm, rồi màu tất cả các màu vàng rơm cho đến tất cả cái màu vàng khác biệt nhất, nó chỉ là các cái màu vàng mà thôi chứ không phải là màu trắng. Rượu vang trắng nhiệt độ tiêu chuẩn phục vụ là từ 8 cho đến 12 độ C. Do đó chúng ta nếu như trong cái điều kiện chúng ta có rất là nhiều rượu nhưng chúng ta không có đủ tủ rượu thì chúng ta hãy lưu trữ vang trắng này sang các cái tủ lạnh bình thường, tủ chúng ta ướp bia hay nước ngọt đấy. Nhưng các bạn lưu ý cho chị, vẫn là phải cuốn qua một lần màng bọc thực phẩm để tránh bị mốc nhãn nhá. Bởi vì trong cái tủ lạnh của chúng ta là độ ẩm rất là cao. Chính vì vậy nên là cái xu hướng mà để nó mốc nhãn thì rất là nhanh. Chúng ta cần phải bảo quản cái nhãn rượu của chúng ta nhá. Chỉ nhắc lại này, vang trắng này, phục vụ lạnh này, phục vụ ly nhỏ hơn này, và nó có 5 nhóm món ăn đi cùng với cả rượu vang trắng như sau. Một, cá hay là thủy hải sản nói chung, tôm, cua, ốc, eo, vân vân và vân vân, thủy hải sản. Nhóm thứ hai, thịt trắng ạ. Thịt trắng lúc nãy chúng ta đã tranh luận rồi đúng không ạ? Chúng ta biết thịt trắng là thịt lợn và thịt bê, rồi thịt dê hay là thịt gì đó, thịt mà có màu trắng. Loại thứ ba, bây giờ mới đến gà vịt này. Tiếng Anh gọi là poultry, hay tiếng Việt gọi là gia cầm. Gia súc thì 4 chân, gia cầm thì 2 chân 2 cánh. Không quan tâm nó biết bay hay không biết bay, nó cứ 2 chân 2 cánh thì được gọi là gia cầm. Và gia cầm thì người ta dùng với rượu vang trắng. Tuy nhiên, trong một số các cái con gia cầm mà có phần thịt đen và tùy theo cách người ta nấu nướng, người ta vẫn cứ phối hợp với thịt đỏ như bình thường. Chính vì vậy nên khi các bạn phục vụ là các bạn luôn luôn phải để ý là cái phần thịt phục vụ nó là gì. Ví dụ đùi vịt là người ta dùng với cả vang đỏ đấy. Thế cho nên là cái này là cần các bạn phải va chạm thực tế và học sâu nhiều hơn nữa để biết được cái điều đó. Ở đây chị chỉ mở ngoặc thôi để cho các bạn nhớ nhé. Nhóm thứ tư đó là rau.
Rau ở đây cũng chia ra làm 3 nhóm nhé các bạn. Một là rau xanh, là 100% đi với cả rượu vang trắng rồi. Nhóm thứ hai là rau củ. Rau củ thì chúng ta biết rồi, ví dụ như khoai tây rồi cà rốt vân vân. Thì những cái củ này trong trường hợp mà nó là món ăn đi kèm với cả thịt thì người ta vẫn phục vụ với vang đỏ bình thường. Ví dụ như là khoai tây chiên đi với cả bíp xếch chẳng hạn, ta vẫn phải dùng vang đỏ nhé. Nhóm thứ ba đấy là nhóm trái cây. Tại sao cái việc phân biệt này lại quan trọng các bạn? Tại vì là chúng ta phải nhớ, ví dụ như khi khách vào nói là anh ăn tối rồi, anh chỉ muốn có một chai rượu trắng thôi, nhưng mà uống rượu không thì buồn lắm, anh muốn có cái gì đấy mát mát để ăn cùng, thì em có thể tư vấn một đĩa trái cây, được chưa? Nhớ. Nhóm cuối cùng đấy là phô mai. Thì lúc nãy chị nói rồi ạ, có hai loại phô mai nào đi cùng với cả băng trắng? Hả? Phô mai tươi, phô mai mềm, phô mai tươi và phô mai mềm, nhớ nhá. Thế thì ở đây chị có mở ngoặc một chút với các bạn về cái quy luật phối hợp đồ ăn và đồ uống trong ẩm thực. Ở đây các bạn cần phải ghi nhớ là nó có 3 cái quy luật chính. Một, các món ăn mặn, các món ăn cay thì phải dùng với các cái loại đồ uống hơi ngọt một chút. Tất nhiên là món ăn ngọt thì phải đi với cả đồ ngọt rồi, đương nhiên là như vậy nhé, cay mặn ngọt nhé. Nguyên tắc thứ hai đấy là đồ ăn mà chua thì phải đi kèm với cả đồ uống chua tương ứng, đúng không ạ? Phô mai tươi, phô mai mềm nó hơi chua một chút chúng ta phải dùng rượu vang trắng, đúng không ạ? Thứ ba, trong một bữa ăn ấy, món ăn của chúng ta nó có cái mùi như thế nào thì phải tìm cái rượu có cái mùi tương tự như thế, nhưng nó phải mạnh hơn một chút thì nó mới đi được với đồ ăn. Ví dụ chúng ta ăn món nấm chút phổi chẳng hạn, chúng ta cũng phải tìm cái loại rượu vang cũng có mùi nấm chút phổi. Hay ví dụ chúng ta ăn thịt chó, thịt chó thì nó thường phải chấm với cả mắm tôm, mùi nó hơi gây, hơi thối, chúng ta phải tìm một cái loại rượu mà cũng mùi thối y như nó. Thì sau khi tốn rất là nhiều tiền ở các cái quán thịt chó và tiền để mua rượu vang thì chị đã tìm được ra một cái loại rượu vang rất ngon với thịt chó, đấy là Malbec. Các bạn có thể thử nếu muốn. Thì đấy chính là cái nguyên tắc phối hợp đồ ăn và đồ uống nhá. Và chúng ta sang loại rượu vang thứ ba, đó là rosé. Rosé là một trong các cái loại rượu vang mà rất là thú vị. Tuy nhiên rằng người châu Á không quan tâm nhiều đến rosé cho lắm, bởi vì là rosé vẫn mang lại cái nói chung là người châu Á vẫn cần phải được học hỏi thêm, bởi vì rosé vẫn chưa được người châu Á chấp nhận. Tuy nhiên rằng ở châu Âu ấy thì rosé là một trong các cái loại đồ uống không thể thiếu được, một là trên bãi biển, hai là các cái bữa tiệc nướng là hầu như là không bao giờ thiếu được. Thế và cũng phải xin lỗi các bạn nam là nhiều bạn thì rất là đẹp trai, thế nhưng mà các bạn lại không được gọi là phái đẹp giống như chúng tôi có thể xấu nhưng mà vẫn được gọi là phái đẹp. Và rosé thì được gắn liền phái đẹp, tất cả các hoạt động của phái đẹp người ta đều sử dụng rosé. Ví dụ như là fashion show này, bikini show này, rồi các cái tiệc về pool party hay là lady night hay tất cả những cái gì liên quan đến phụ nữ là người ta dùng rosé. Về người ta tôn sùng rosé liên quan đến cái đẹp của phụ nữ. Thế cho nên là nếu các bạn nhìn thấy các khách nữ đừng ngần ngại hãy mời rượu rosé. Nếu như trong vang trắng xuyên suốt của nó là chua và mát, rượu vang đỏ thì là đậm, mạnh và chát, thì rượu rosé đem đến cho con người ta cái cảm giác là mát là một, hai là mùi dâu là hai, ba là mùi hoa hồng. Ba cái mùi đó là những cái mùi mà phụ nữ thích nhất. Đấy, chính vì vậy nên đừng có ngại khi mà mời phụ nữ dùng rosé. Cái rượu rosé về phương pháp phục vụ, quy cách ly và nhiệt độ là 100% giống như rượu vang trắng. Tuy nhiên rosé có màu hồng rất là đẹp, nó có từ màu hồng cam cho đến màu hồng đậm. Và cái màu hồng này cũng phụ thuộc vào cái giống nho làm ra nó. Rosé không phải là tác phẩm của việc chúng ta trộn giữa rượu trắng và rượu đỏ. Rosé là một cách người ta làm rượu rất là đặc biệt để tạo ra cho nó có màu hồng. Thế tuy nhiên là chị không có nhiều thời gian để nói với các bạn về cái điều này. Chúng ta hy vọng là sẽ có một dịp khác chúng ta trao đổi với nhau về việc này. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng nó không phải là sản phẩm của việc trộn giữa vàng trắng và vàng đỏ nhé.
Thế rosé ngon với những món gì? Thứ nhất ý, rosé có thể uống chơi, không cần món ăn bởi vì bản thân nó rất là nhẹ. Ngon nhất với rosé đó là BBQ. Tất cả các món nướng trên than, cho dù nó là hải sản, rau hay thịt gì đấy, cứ nướng trên than thì là rosé. Thứ hai, tất cả các món cay, tất cả các món Tây Ban Nha, Mexico. Tây Ban Nha, Mexico nổi tiếng với các cái món mà có nhiều sốt cà chua và nhiều mùi cay, rồi ăn nhiều ớt này, vân vân. Tapas. Món tiếp theo, pizza, rau các loại, vân 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 vân. Ăn được với bánh ngọt, tùy từng loại. Nếu mà cái rosé này nó hơi ngọt một chút thì ăn được với bánh ngọt. Và cũng tùy theo cái bánh này nó có ngọt ở mức độ nào. Nếu mà nó ngọt quá thì uống với rosé nó sẽ làm cho rượu nó trở nên chua gắt, không ngon. Cũng giống như các bạn ăn bánh ngọt với các bạn cốc nước chanh ấy, nó chả có ý nghĩa gì. Dạ, có ai hỏi về phần rosé không? Nói chuyện nhá. Sparkling wine. Thì sparkling wine là cái tên chung của tất cả các loại đồ uống mà mình gọi là đồ uống có ga, rượu vang có ga. Thì thứ nhất là có một cái các bạn cần phải nhớ, rượu vang sủi bọt không phải là người ta đem CO2 người ta sụp vào trong rượu vang để làm cho chúng ta có rượu vang sủi bọt. Nó không giống như Coca, không giống Pepsi hay là các cái loại đồ đóng chai. Thế thì về bản thân mà nói thì rượu sparkling wine luôn luôn đắt tiền hơn các loại rượu khác. Bởi vì sau khi người ta làm ra rượu vang xong thì người ta phải lên men nó một lần nữa. Về cơ bản để chúng ta có rượu thì đấy là cái sản phẩm, công thức hóa học của con men ăn đường đúng không ạ? Và giải phóng ra rất là nhiều cồn. Và cái cồn này chính là rượu mà chúng ta cần. Ví dụ như rượu vang chúng ta có, đấy là con men ăn rất là nhiều đường ở trong nước nho và tạo ra men làm cho chúng ta có rượu. Thế nhưng quá trình này có một cái phản ứng phụ, đó là nó sản sinh ra rất nhiều khí CO2. CO2 ở đây chính là các cái bọt đấy các bạn. Thế thì trong một cái tanh ủ rượu như thế này, nó có một cái phần nắp. Để sản xuất ra rượu vang thường ấy, vang trắng, vang đỏ và vang hồng ấy, thì người ta mở cái nắp này ra cho khí CO2 nó thoát ra. Nhưng để sản xuất ra sparkling wine, người ta phải đậy nó lại để giữ khí CO2 nó ngậm vào trong này, không được thoát ra. Sau đó người ta tiếp tục lên men một lần nữa, có thể là trong thùng, có thể là trong chai, để tạo ra cho chai rượu có bọt. Chính vì vậy nên rượu nó mới sủi bọt, chứ không phải là người ta bơm khí CO2 vào. Thế các bạn cũng có thể thắc mắc với chị là chị ơi, thì sparkling wine trên thị trường bây giờ em ra chợ em mua mà thấy nó loạn lắm. Có chai rượu có mấy chục ngàn thôi, có chai rượu lên đến mấy triệu bạc, có chai rượu lên đến cả chục triệu. Tại sao lại như vậy? Cái quá trình người ta làm ra rượu sparkling wine quyết định cái giá tiền của nó. Ví dụ champagne, các bạn nghe champagne nhiều rồi đúng không ạ? Champagne là một trong các loại đồ uống rất là đắt đỏ. Nó chưa bao giờ có giá thành dưới 1 triệu đồng chai. Bởi vì cái quá trình làm ra nó là người ta cần ít nhất 15 tháng để ủ nó, rồi đóng chai nó mới được gọi là champagne. Đấy là điều kiện số 1. Điều kiện số 2 là nó phải được sản xuất tại làng champagne của Pháp thì nó mới được gọi là rượu champagne. Đây là bản đồ nước Pháp, champagne nằm ở đây. Nó là ngay cái ngoại biên của thủ đô Paris, giống như Hà Tây của chúng ta ấy. Thế và cái vùng này rất là nhỏ, nhỏ xíu xíu. Cái diện tích trồng nho rất là thấp. Mỗi cái nhà người ta làm rượu, người ta phải có các cái hầm rượu chạy ngoằn ngoèo ở dưới cái nền đất của nhà họ ấy. Thì người ta mới có chỗ để người ta ủ rượu. Thế bạn cũng thấy rằng diện tích hạn chế, còn những phải ủ những tận 15 tháng. Chính vì vậy giá nó rất đắt. Đấy là lý do vì sao mà champagne nó đắt như vậy. Loại sparkling thứ hai chúng ta thấy đó là Prosecco. Champagne này cho ta biết chắc là nó là của Pháp rồi đúng không ạ? Tại vì là nó bắt buộc phải được sản xuất tại làng champagne của Pháp đúng không? Prosecco thì được làm tại Ý.
Đối với champagne này người ta ủ lần thứ hai ở trong chai, nhưng mà đối với prosecco người ta ủ lần thứ hai trong các cái tanh rất là lớn và kim loại. Chính vì vậy nên là cái vỏ của nó ít hơn và nó không được mạnh nhiều như là champagne, nó cũng không cần phải ủ trong các cái thùng gỗ sồi. Thế chính vì vậy nên là giá thành nó rẻ, ít nhất là 30% so với các loại champagne. Ví dụ một chai champagne giá khoảng độ 1 triệu thì một chai prosecco giá có thể 350.000, 450.000 thôi. Loại thứ ba là cava. Cava được sản xuất tại Tây Ban Nha. Cái hình thức người ta sản xuất cava giống như là sản xuất champagne, tức là lên men lần thứ hai trong chai nhưng mà không cần phải ủ trong thùng gỗ sồi. Thế chính vì thế nên cava có thể giá nhỉnh hơn prosecco một chút, nhưng mà nó lại rất gần với cả champagne hơn, hương vị ngon hơn so với cả prosecco. Và giá champagne thì rẻ nhất khoảng 1 triệu, thì chai này khoảng độ 350, 450, chai này khoảng 500. Ví dụ như thế, đó ví dụ. Và loại sparkling wine còn lại tồn tại trên thế giới thì người ta gọi chung là sparkling wine thôi. Người ta không được phép gọi là champagne. Nó chỉ được gọi là champagne khi nó được sản xuất tại chính hãng champagne thôi. Nhá. Thế và chúng ta lưu ý cái ly để phục vụ champagne ấy, nó là cái ly ống sáo khoảng như thế này ạ. Người Việt chúng ta gọi nó là ly champagne, nhưng mà tên của nó không phải là champagne, ly của nó được gọi là ly cup. Ly ống sáo. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi rót vào cái ly này ấy, thì tất cả cái ga ở trong cái rượu ấy, nó sẽ được đi lên theo chiều thẳng đứng. Nếu chúng ta rót vào các cái ly mà hình nó bè bè như thế này thì tất cả bọt nó sẽ tan ở trên các cái bề mặt của cái bục ly này và nó sẽ mất đi các cái sủi bọt của nó. Chính vì vậy nên là người ta chọn cái ly này để phục vụ champagne và sparkling wine. Nhiệt độ tiêu chuẩn phục vụ champagne và sparkling wine là từ 4 độ C cho đến 6 độ C. Rất là lạnh. Nên sparkling wine được dùng với các món ăn nào? Sparkling wine thì ngon với tất cả các món ăn, từ bỏng ngô cho đến thịt, cái gì nó cũng ăn được hết. Thế tuy nhiên rằng mỗi một cái loại đồ ăn và đồ uống nó có một cái cặp đôi đi kèm với nó. Ví dụ như Sauvignon Blanc thì luôn luôn đi với gốc chi, còn champagne hay là sparkling wine thì luôn luôn đi với cả sò, hàu sống và caviar, trứng cá. Thế thì sẽ không tránh được nhà hàng chúng ta sẽ có những cái lúc sẽ phục vụ những cái promotion, ví dụ một chai sparkling wine với cả một đĩa hàu 6 con. Bởi vì hàu rất là đơn giản, chúng ta không cần phải nấu nướng. Hàu sống như vậy chỉ cần làm sạch, làm mở miệng nó ra và thế là chúng ta phục vụ bát với chanh và Tabasco là xong. Thế thì luôn luôn người ta đi kèm sparkling wine với cả cái món đó là oyster và caviar. Ở đây các bạn nào không biết caviar không ạ? Các bạn nào không biết không? Ok. Caviar là một cái món đồ ăn mà người ta sử dụng trứng cá hồi. Thế và mỗi một lần chúng ta ăn ấy, các bạn lưu ý là chỉ có được ăn một thìa cà phê đến hai thìa cà phê thôi. Bởi vì những cái trứng nó rất là nhỏ. Thế và nó rất là lạnh và độ đạm nó rất là cao. Dầu đạm lắm. Đợt trước chị đi làm những khách sạn thì có một ông khách, ông ấy bắt đền khách sạn vì ông ấy bị ngộ độc thức ăn sau khi mà ăn hàu, sau khi mà ăn ăn caviar. Thế về sau mà công an người ta phát hiện ra ông ăn hết cả một lọ, thế là ông bị ngộ độc. Đấy, tất cả cái món đấy người ta chỉ được phép ăn 2 thìa cà phê thôi, không được ăn nhiều, không được ăn quá 2 thìa cà phê một ngày nhá. Thì đấy là cái món rất là thích hợp cùng với cả sparkling wine. Thế tuy nhiên rằng phải nói là sparkling wine thì hiện nay đang là một trong các cái trend trong các cái quán rượu, là các chị phụ nữ rất là thích có một chai rượu sparkling wine hơi ngọt một chút để uống cùng. Thế là thứ nhất. Thứ hai, sparkling wine đi kèm với tất cả các cái dịch vụ liên quan đến là birthday này, rồi kỷ niệm ngày cưới này, hay ăn mừng gì đó, vân vân. Thế người Việt thì các em lưu ý là phục vụ sparkling wine phải mở cho nó kêu cho to, còn người nước ngoài thì lưu ý đừng có làm như vậy, để đối với người nước ngoài như thế là rất là bất lịch sự, không được phép mở rượu có tính kêu to. Nhưng đối với người Việt Nam chúng ta phải mở nó có tính kêu to. Thế đấy là cái sự khác biệt rất là lớn về văn hóa. Thế và một điều các bạn lưu ý nữa là uống rượu champagne hay là sparkling wine nó rất là dễ say, rất là nhanh say, và nó làm cho con người có cái sự thèm muốn về động chạm xác thịt rất là lớn. Thế cho nên là các bạn lưu ý là chị chỉ nói là nó chỉ kích thích cái sự ham muốn thôi, chị không nói là nó làm tăng khả năng, nhưng là đừng cố uống làm gì. Lúc mà kích thích cao quá mà không làm được gì, lúc đấy đổ tội chị Hương là dạy bài vớ vẩn và chết ấy, nha.
đấy, nói vui một tí cho các bạn đỡ buồn ngủ, em thấy ngáp nhiều quá, nhưng mà đấy là sự thật đấy, có vẻ vui không? Loại cuối cùng được, sao bắt anh không rồi? Spotify Wine. Spotify Wine hay còn có một cái tên khác là rượu vang cao độ hay rượu vang cường hóa, thì chúng ta có thể gặp mặt nó rất là nhiều nhưng chúng ta không biết nó là Spotify Wine. Anh ơi sửa điều hòa sắp xong chứ em nóng quá. Loại thứ nhất đó là pọc hay còn gọi là pọc tô. Của em có liên quan đến điều hòa không? Dạ, yeah. Thì bật điều hòa lên được không? Nóng thế. Cái này nó bị nhỏ nữa. À, điều hòa này cũng chạy sao? Bật thêm cái ngoài cửa thôi. Rồi không nóng được. Fortify ở đây còn không có nghĩa là số 45, nó có nghĩa là phương pháp Fortify. Phương pháp Fortify là gì? Người ta trộn rượu vang với cả brandy được làm từ nho. Nó có độ cồn khoảng từ 17 độ cồn cho đến 22 độ cồn nhé. Khá là mạnh, khác với cả rượu vang bình thường. Thế loại đầu tiên chúng ta thấy đó là pọt hay còn được gọi là pọc tô. Rượu này thì là 100% là ngọt và nó được dùng cho tráng miệng. Nếu như chúng ta có khách sử dụng xì gà, nếu chúng ta có khách sử dụng xì gà thì pot là một trong các cái món đồ uống không thể thiếu khi chúng ta hút xì gà, bởi vì nó là một cặp đôi hoàn hảo, pot và xì gà với nhau nhá. Chị nhắc lại này, người ta làm Fortify Wine bằng cách người ta trộn giữa rượu vang và brandy được làm từ nho để tạo ra rượu vang cao độ. Rượu vang cao độ có độ cồn khá là cao, khoảng từ 17 cho đến 22 độ cồn, thậm chí lên đến 23 độ cồn. Sản phẩm đầu tiên trong cái nhóm đồ uống này đó chính là pọt, hay mình còn gọi là pọt tô, được sản xuất từ bồ đào nha nhá. Và nó 100% ngọt, nó được sử dụng cho tráng miệng, các cái món liên quan đến chocola, và nó là một cặp đôi hoàn hảo với cả xì gà. Chúng ta tốt nhất là đừng có nghe những cái lời dịch ra tiếng Việt. Những cái gì dịch ra tiếng Việt hợp lý chị đã viết hết lên bảng rồi. Đừng nghe. Rượu ngọt được làm từ bồ đào nha, rượu vang cao độ có vị ngọt được làm từ bồ đào nha. Thế đừng có nghe mấy cái dịch what by what trên mạng là nguy hiểm lắm nhá. Lát nữa các bạn sẽ thấy, lát nữa sẽ có một số các thuật ngữ các bạn cần phải lưu ý. Đúng rồi, pork này chính là pork tugan. Đấy, bồ đào nha đấy nhá. Đồ uống thứ hai là sherry. Không phải là cherry. Cherry là tên một loại quả. Sherry là tên một loại rượu. Sherry được sản xuất từ Tây Ban Nha. Nó có thể ngọt hoặc là không ngọt. Nhưng nó khác với pọt. Là pọt thì sử dụng sau bữa ăn làm tráng miệng, còn sherry thì sử dụng làm appetizer, tức là món khai vị. Loại thứ ba các bạn cần phải nhớ, vermouth. Ở đây ai biết vermouth không ạ? Đó là martini đấy. Thì ngày xưa chúng ta cứ nghĩ rằng martini là rượu mạnh, bây giờ chúng ta đã biết rồi, martini không phải là rượu mạnh nhá. Thế và ngày xưa thì có nhiều bạn không được học đầy đủ, các bạn luôn luôn xớp martini bằng dung lượng với cả một ly rượu mạnh, tức là 30ml hoặc là 45ml, nhưng mà thực chất phục vụ một ly vermouth tiêu chuẩn nó phải là 60ml nhá. Và loại cuối cùng đó là liqueur muscat. Các loại rượu vang cực kỳ ngọt. Về tất cả các cái chung mà nói ấy, thì ở đây chúng ta có pot và liqueur muscat để sử dụng làm tráng miệng, còn hai cái món ở giữa này chúng ta thường phục vụ như là một món khai vị. Mưa to chưa ạ? Đấy chính là năm loại rượu vang mà chúng ta cần phải nhớ. Bây giờ chúng ta sẽ học một số các cái thuật ngữ liên quan đến rượu vang, để chúng ta sẽ không có thời gian để học đào sâu thêm nữa về basic. Basic còn nhiều lắm. Một số các thuật ngữ cơ bản về rượu vang các bạn cần phải nhớ này.
Ở đây các em tất cả đều giỏi tiếng Anh đúng không ạ? Không, không. Biết tiếng Anh? Biết. Ừ, ok, biết. Thế thì tài liệu chị gửi vào tiếng Anh làm sao học? Dịch. Dịch. Thế thì ngày mai tốt nhất là cái gì chị giảng phải ghi vào nhé. Chứ không có cách nào khác. Ghi chép thì vẫn tốt hơn nhé. Một lọ một tồi bao giờ cũng tốt hơn một trí nhớ tốt. Một số phần nữa các bạn cần phải lưu ý này. Thứ nhất là độ mạnh của rượu. Trong ngôn ngữ ẩm thực người ta gọi là gì? Trong ngôn ngữ ẩm thực người ta gọi độ mạnh của rượu là body. Body được chia ra làm 3 loại. Một là light body, hai là medium body, ba là full body. Light body ấy, là để chỉ các loại rượu rất là nhẹ. Cũng giống như là chúng ta có thể uống như là uống nước lọc ấy, uống bao nhiêu cũng được, uống no thì thôi. Uống no xong rồi là thanh toán tiền đi về. Loại medium body ấy, thì là hơi mạnh một chút. Tức là nó giống như khi chúng ta uống nước trái cây ấy, chúng ta có thể uống được 5 ly nước cam không? Uống được 3 ly thì được, đúng không? Đó. Nghĩa là sau khi uống khoảng từ 3 đến 5 ly là chúng ta thấy dạ dày rất là khó chịu rồi. Đấy là gọi là medium body. Full body thì sao? Full body thì không khác thì chúng ta uống một ly cà phê. Tức là khi uống đến đâu, tất cả cơ thể của chúng ta cảm nhận được mùi, hương, vị, độ mạnh của nó đến đấy. Và chúng ta không thể uống được một lốc rất nhiều cà phê, đúng không ạ? Đấy, người ta đấy là cái ví dụ sống động để cho các bạn hiểu về body không? Nó dễ nhá. Điều gì quyết định body của rượu vang? Điều gì quyết định body của rượu vang? Sai. 80% quyết định body của rượu vang đó là giống nho. 10% phụ thuộc vào cách sản xuất. 10% còn lại đó chính là độ cồn và độ đường còn sót lại ở trong chai rượu. Tức là độ cồn chỉ chiếm khoảng 10% quyết định thôi. Các bạn có thể uống một chai rượu 13 độ cồn mà các bạn say lắm luôn, bởi vì nó rất là mạnh. Các bạn có thể uống một chai rượu 15 độ cồn nhưng cảm thấy rất là nhẹ nhàng, không có gì để nói cả. Đấy, do đó là các bạn đừng nghĩ rằng rượu vang có độ cồn càng cao thì nó càng mạnh. Nó chỉ chiếm 10% quyết định thôi. Nhá. Giống nho mới là quyết định phần lớn. Thế nếu như các bạn học sâu hơn nữa về rượu vang, các bạn sẽ phải thuộc Sauvignon Blanc thì luôn luôn là light body, Chardonnay luôn luôn là full body, Cabernet Sauvignon luôn luôn từ medium cho đến full body, Pinot Noir luôn luôn là light body. Tất cả những cái đó những bản tiểu chương các bạn phải học thuộc lòng. Sau đó các bạn phải học về cái gì? Pinot Noir trồng ở vùng này, nhà này thì nó là medium, nó không còn là light nữa. Hay là Chardonnay ở cái vùng này thì nó sẽ là full body trừ chứ nó không phải là full body hoàn toàn. Thì cái đấy là những cái mà nó phát triển rất là biến hóa mà các bạn bắt buộc là phải học rất nhiều để nhớ đến nó. Thế cho nên các bạn lưu ý rằng chị đã nói với rất nhiều học trò của mình, tất cả những cái gì các em học ngày hôm nay với chị chỉ có 80% là sự thực thôi. 20% nó sẽ biến thiên theo thời gian, theo cái sự phát triển của trái đất, liên quan đến thổ nhưỡng, liên quan đến thời tiết và liên quan đến cái sự sáng tạo của con người. Do đó là chúng ta không nên áp đặt cái cảm nhận của mình, cái kiến thức của mình trong cái ý thích của người khác. Em uống một chai rượu em cảm thấy chai này mạnh quá, đối với tôi uống như thế là quá mệt. Nhưng bạn kia có thể nói là đối với tôi chỉ là vừa, bởi vì thích rượu mạnh. Hay ví dụ em ngửi thấy mùi dứa, bạn kia bảo không, tôi ngửi thấy mùi xoài. Không ai sai cả, ai cũng đúng. Bởi vì mỗi người sẽ có một cái cảm nhận rất là khác biệt. Các bạn hiểu ý chị không ạ? Do đó là chúng ta không nên áp đặt cái cảm nhận cá nhân vào cái cảm nhận của người khác. Ở Việt Nam có rất nhiều sommelier giỏi, nhưng các bạn ấy rất là độc đoán và luôn luôn cho rằng mình là đúng. Và cái đấy là cái rất là khó để có thể phát triển trong cái việc các bạn phục vụ cho khách của mình. Do đó là hầu như các sommelier họ cảm thấy rất là cô đơn, bởi vì họ cảm thấy không ai hiểu họ cả. Nhưng nếu các bạn mở lòng ra một chút, các bạn học nhiều, các bạn lắng nghe nhiều, thì những cái gì các bạn nói ra là những cái gì các bạn có, và những cái gì các bạn nghe là cái bạn được thêm. Chúng ta phải học thêm, phải nghe thêm, phải tìm hiểu thêm thì chúng ta mới giỏi được. Đây là phần độ mạnh của rượu. Bây giờ chị nói đến độ ngọt của rượu.
độ ngọt của rượu có 3 mức độ. Một là sơ mi sweet, hai là sweet, ba là very sweet. Sơ mi ở đây các bạn biết rồi ạ, sơ mi, sơ mi final. Nếu ai thích bóng đá, sơ mi có nghĩa là một nửa đúng không ạ, là bán đúng không ạ, đúng không? Sơ mi final là bán kết chẳng hạn. Thì ở đây là một nửa ngọt, tức là nó chỉ hơi ngọt thôi. Đến sweet thì là nó khá ngọt, và đến very sweet tức là rất ngọt. Thì tồn tại trong tất cả các chai rượu vang thì mỗi một chai là có một cái sự ngọt khác nhau mà chúng ta cần phải nhớ. Cái giống nho nó cũng quyết định cái sự ngọt, và cái cách làm rượu nó quyết định cái sự ngọt của chai rượu. Bạn ghi xong chưa? Bây giờ đến độ chua của rượu. Độ chua của rượu cũng có 3 mức. 1 OK, dry thì các bạn biết tiếng Anh dry nghĩa là gì đúng không? Dry nghĩa là khô. Thế và chúng ta không bao giờ có một ly rượu vang khô cả, bởi vì khô không có ý nghĩa gì trong ẩm thực. Khô trong ẩm thực nó có nghĩa là không ngọt. Thế chúng ta nghe từ khô này rất là nhiều đúng không ạ? Đặc biệt ở gin chúng ta có dry gin đúng không ạ? Dry gin thì tức là không ngọt. Thông thường dry gin thì serve với cả tonic. Còn nếu mà gin mà không dry thì serve với dưa chuột. Biết không? Chắc không? Maybe. Okay. Ok, dry có nghĩa là không ngọt nhá. Nếu mà khách đến mà hỏi là can I have a glass of dry wine, đừng có chạy cuống lên đi tìm xem cái nhãn rượu nào có chữ khô. Không có một chai nào để như thế cả. Chúng ta bắt buộc sẽ phải học chai rượu nào của chúng ta là dry và chai rượu nào của chúng ta là không dry. Được. Dry thứ hai là off dry. Off dry đây là nó giống như chúng ta ăn omai ấy, đầu tiên thì hơi chua, về sau chúng ta thấy ngọt, cả là hơi ngọt một chút, ngọt dịu nhá, ngọt dịu, chua dịu, là dùng từ off dry. Đấy, và thông thường khi chúng ta có những cái chai rượu off dry ấy, là lúc đầu tiên chúng ta uống vào thì chua, xong chúng ta thấy ngọt, và đặc biệt là hai bên cạnh của hàm này chúng ta sẽ cảm thấy hơi ê. Đó chính là off dry, là giống như chúng ta ăn omai cũng vậy nhé. Và cuối cùng là bond dry. Bond dry thì chỉ dịch như này cho các bạn nhớ cho đỡ quên nhé. À, chua vãi cả đá, chua vãi cả đá luôn. Thế thì trong rượu sparkling wine người ta ít khi dùng từ dry, trong sparkling wine người ta sẽ dùng từ wood. Wood trong sparkling wine có nghĩa là không ngọt. Nên nếu mà các bạn nhìn thấy tất cả các chai rượu nào mà có chữ wood trong sparkling wine thì biết là ngay là nó là chua rồi. Yeah.
Các em biết năm này là năm nào không? Hả? Năm trồng nho là không được rồi, bởi vì năm nào người ta cũng thu hoạch trên một cây nho mà thôi. Năm sản xuất chứ không phải. Nó là năm thu hoạch hay là gọi là niên vụ thu hoạch nho. Niên vụ thu hoạch nho, đấy nhá. Tại sao niên vụ thu hoạch nho là quan trọng? Mỗi một quả nho sau khi thu hoạch xong, người ta phải ép và người ta phải ủ một thời gian khá là lâu để thu được cái chai rượu mà người ta mong muốn. Có những cái chai rượu khá là mắc tiền, người ta phải ủ lên đến 4 năm, cộng thêm 1 năm chờ cho rượu ổn định, người ta mới bán ra thị trường, là mất 5 năm. Thế thì đối với họ mà nói thì cái năm thu hoạch nó sẽ tượng trưng cho việc mà cái năm đó có được mùa hay không này, chất lượng nho tốt hay không này, người ta đánh dấu cái điều đó. Và trong một số các loại rượu vang mắc tiền ấy, người ta gọi là găm thu wine ấy, thì mỗi một năm khác nhau sẽ có giá tiền khác nhau. Ví dụ Chateau Pame năm 2009 giá là 13 triệu, nhưng 2010 nó chỉ có 7 triệu thôi. Bởi vì năm đó nó không được mùa nho như năm 1999. Đấy là một cái ví dụ rất là lớn để cho các bạn phải lưu ý. Tất cả những cái năm nho này các bạn phải ghi nhớ nhá, phải ghi nhớ. Khi chúng ta bán cái gì chúng ta phải nhìn là chúng ta đang bán rượu năm bao nhiêu. Khi chúng ta gọi rượu các bạn phải nhìn xem chúng ta đang sử dụng chai rượu năm bao nhiêu nhá. À, chị đang nói đây, bạn cứ bình tĩnh. Thế có một số nhà sản xuất người ta không thẳng thắn lắm, người ta không biết là 2017, người ta sẽ viết bằng chữ là 2017 nhỏ xíu ở đây, người ta sẽ không viết thẳng là 2017, người ta sẽ viết là 2017, thì chúng ta phải biết rằng chai rượu đó là năm thu hoạch nho là năm 2017. Đây mình học basic thôi đã khóc rồi, mà học sau basic thì chắc là khóc điên. Ok, các bạn đã hiểu vấn đề ở đây chưa? Rồi tiếp, sẽ có một số chai rượu không ghi năm, người ta gọi là năm banh phết. Tại sao lại như vậy? Nó có hai trường hợp xảy ra. Một ý, là người ta ủ rượu nhiều năm khác nhau, sau đó người ta trộn các cái năm đó vào. Điển hình là trong sparkling wine luôn luôn là có năm banh tết. Điều thứ hai là những cái chai rượu rẻ, những cái chai rượu rót cho tiệc, rượu banquet hay là vang bịch, thì họ cũng trộn xào xáo các cái năm nho với nhau, rồi các cái loại nho với nhau, do đó là nó không có banh tết. Và trên cái nhãn chai ấy, hoặc là trên cái list rượu ấy, họ sẽ niêm yết một cái chữ như này, chúng ta cần nhớ đó là N-V. Chúng ta sẽ hiểu ngay là chai rượu này không có banh tết. Được chưa? Đấy là về năm nhé. Chính xác. Em bảo sparkling wine được không nhé? Sparkling wine đa phần là năm banh tết. Có chai nào năm mà năm sau luôn? Có ạ, có em. Có chắc chắn luôn. Rồi tiếp theo này. Ok, một chai rượu có thể được sản xuất từ một giống nho, nhưng có thể được sản xuất từ nhiều giống nho khác nhau. Thì ở đây họ đặt ra một cái vấn đề như sau. Đấy là pha trộn trong rượu vang. Nãy chúng ta thấy pha trộn trong rượu vang, nếu mà trong cocktail ấy thì người ta gọi là mix, đúng không ạ? Nhưng mà trong rượu vang thì không gọi là mix, người ta gọi là blend. Bây giờ chúng ta đã trải qua hai cái blend rồi. Một là blend giống nho, đúng không ạ? Một là blend giống nho. Hai là blend năm nho. Những nhà làm vang, người ta tin tưởng rằng cái việc blending này sẽ làm cho chai rượu có chất lượng trở nên tốt hơn. Đây cậu có đèn chưa? Bật đèn lên. Yeah. Rồi còn có một cái loại blend nữa các bạn cần lưu ý, đó là blend terroir. Tức là có thể một hoặc nhiều giống nho được trồng từ nhiều các cái
khu vực khác nhau, người ta thu hoạch về người ta trộn lại với nhau ra bán. Đấy, nó gọi là blend terroir. Loại cuối cùng là blend barrel. Cùng gỗ. Tức là rượu vang có thể được ủ trong nhiều các cái thùng khác nhau và sau đó được trộn lại với nhau để sản xuất ra rượu vang. Thế cái blend này người ta làm như thế nào? Không phải là người ta sẽ trộn tất cả các cái nho với nhau xong người ta lên men đâu ạ. Ví dụ một chai rượu mà được blend từ hai giống nho, người ta sẽ phải thu hoạch riêng biệt từng giống nho, lên men riêng biệt từng giống nho và trước khi đóng chai thì người ta mới trộn với nhau. Tương tự như men tết hay là terroir hay là ta đèo, người ta đều làm như vậy. Các nhà làm vang người ta tin tưởng rằng cái việc pha trộn này giúp cho cái chất lượng rượu vang trở nên là được cố định trong các cái năm. Ví dụ như một năm có thể là cái vùng này họ thu hoạch nho được tốt thì họ sẽ cho cái sản lượng của cái vùng khác nó cao lên chẳng hạn, hay là cái giống nho này năm nay không được tốt thì ra cho cái giống nho kia trộn nhiều lên chẳng hạn, thì ra giữ được cái chất lượng của nó trở nên là ổn định trong các năm và làm cho chai rượu có nhiều cái mùi phức tạp hơn và trở nên ngon miệng hơn với cả khách hàng. Thì đấy là cái cách mà người ta làm rượu. Thế thì còn rất là nhiều điều chị muốn nói với các bạn. Thế nhưng mà tuy nhiên rằng không nên nói ngay trong buổi đầu tiên thì các bạn sẽ có thu nhập quá nhiều thông tin một lúc và nó sẽ làm cho các bạn loạn hết cả lên. Thế chị nghĩ rằng như thế này là quá nhiều cho buổi đầu tiên đi học rồi. Bởi vì chúng ta chỉ có 2 buổi training nên chị cũng không muốn nó kéo dài quá nhiều, các bạn sẽ mệt mỏi và không có nhập tâm được. Thì vừa rồi là chúng ta đã trải qua cái bài cơ bản nhất A bờ cờ về rượu vang, đấy là còn bỏ qua rất nhiều về bỏ hẳn cái mục sản xuất bởi vì chúng ta không có thời gian. Thế thì ngày mai chúng ta sẽ học về menu. Thì chỉ cần các bạn này ghi chép khá là nhiều bởi vì cái tài liệu của chị thì toàn là tiếng Anh cả. Thế cho nên là các bạn sẽ đọc tài liệu và sẽ hỏi chị những cái gì các bạn không hiểu ngay lập tức để chị có thể dịch cho các bạn để cho các bạn nhớ. Thế và các bạn có câu hỏi gì trong buổi học ngày hôm nay không? Nghĩa tài liệu của em sẽ là tiếng Anh. Tài liệu tất cả tiếng Anh em ạ. Không có tài liệu tiếng Việt thì chị không có dịch tài liệu ra tiếng Việt bao giờ cả. Các bạn bắt buộc phải ghi chép thôi, không có cách nào khác. Thì chị cho bọn em các thứ chuyên môn về chắc các từ cơ bản vẫn có. Các từ cơ bản chị cho rồi đấy, các bạn vừa ghi chép một loạt đấy. Các từ quan trọng nhất là ghi rồi. Còn về thuật ngữ hình vang này thì bọn em sẽ cần. Sao cơ? Kiểu các từ kiểu tiếng Anh thông thường em có thể. Đấy thì những cái từ gì mà khác biệt không có trong từ điển tiếng Anh nãy giờ chị đã dạy rồi. Đó là chuyên môn, từ chuyên môn chị đã dạy rồi. Nên buổi ngày mai thì chị yêu cầu các bạn phải ghi chép. Ghi chép ngay bên cạnh cái tờ giấy mà các bạn sẽ được phát vào ngày mai ấy. Nhá. Thế và nếu mà các bạn không hiểu gì các bạn có thể nhắn tin cho chị hoặc kết bạn Facebook, các bạn có thể hỏi chị. Và các bạn có thể học từ xa, chị có một cái trang dạy từ xa, dạy những điều cơ bản nhất về rượu vang bằng tiếng Việt. Nếu mà các bạn có thể lên đấy học, nó hoàn toàn miễn phí, không có mất tiền gì cả. Nhá. Nếu các bạn thích, các bạn có thể ghi số điện thoại của chị là 09666.